Nhà cao, cửa rộng nên lựa chọn mẫu đồ cây nào thì hợp lý? Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tuấn Thanh. Và trong video ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu tới toàn thể quý vị, anh chị và cũng như là để hướng dẫn quý vị cách chọn một sản phẩm đồng hồ cây hợp lý với những cái mẫu nhà kiểu biệt thự nhà vườn có cái không gian phòng khách rất là rộng và lớn. Ví như đầu video tôi đã nói đấy ạ, đó chính là nhà cao cửa rộng ấy, thì anh chị nên lựa chọn mẫu đồng hồ cây nào thì hợp lý với không gian phòng khách nhà mình. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ và giới thiệu với toàn thể quý vị, anh chị một mẫu đồng hồ cây mà rất phù hợp với không gian phòng khách gia đình cũng như là những không gian phòng khách có cái diện tích khoảng trống rất là rộng. Đó chính là mẫu đồng hồ cây từ trụ vát với kích thước là cao 2m70. Và trên màn hình quý anh chị anh đang trông thấy đây thì chính là hai mẫu đồng hồ cây từ trụ vát với kích thước tổng của bộ sản phẩm này là từ mặt chân đế lên đến đỉnh chóp của cái chương này đấy ạ. Đó chính là cao 2m70. Mặt rộng chân đế của bộ sản phẩm này từ trái qua phải là 1m17 và chiều sâu của bộ sản phẩm này là 43 phân. Đó. Và hai bộ sản phẩm này thì được chúng tôi làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Với chất liệu gỗ hương đá Nam Phi nó sẽ mang lại cho các sản phẩm một độ nét tinh tế, tinh xảo với cái độ bền của nó rất là lâu dài, bền bỉ và đặc biệt là cái thớ gỗ của nó rất là mịn. Ngoài ra thì các cái vân gỗ của hương đá Nam Phi cũng rất là tuyệt vời. Chút nữa thì anh chị có thể tôi sẽ đưa cam lại gần hơn một chút để anh chị có thể nhìn trực tiếp những cái đường vân gỗ của hai bộ sản phẩm đồng hồ cây từ trụ vát 2m7 với chất liệu gỗ hương đá Nam Phi này. Anh chị có thể cùng chiêm ngưỡng tỉ mỉ hơn với những cái đường vân gỗ rất là tuyệt vời mà chúng tôi đã lựa chọn cho hai bộ sản phẩm đồng hồ cây này. Vâng, và tiếp theo thì tôi xin giới thiệu tới quý anh chị đó chính là cái mẫu từ trụ vát 2m7 này thì hiện tại đang là một mẫu được rất nhiều khách hàng đã đặt chúng tôi làm. Và trong một tháng thì chúng tôi sẽ giao đến khoảng độ 2-30 sản phẩm với chất liệu gỗ hương đá Nam Phi và với kích thước 2m7 này. Đó, rất là nhiều. Và nhiều lúc là chúng tôi còn không có thời gian để làm video để gửi tới cho quý vị anh chị cùng tham khảo. Thì hôm nay cũng là một ngày rất là đẹp trời thì cũng có một chút thời gian để có thể làm một video chia sẻ và cũng như là giới thiệu tới toàn thể quý vị anh chị đã theo dõi cũng như các anh chị đang muốn tìm cho không gian phòng khách nhà mình một mẫu sản phẩm đồng cây mà vừa hợp lý, giá trị mà giá thành nó cũng phải vừa phải. Vâng, chính là mẫu đồng hồ cây từ trụ 2m7 ngay bên cạnh tôi đây. Vâng, và cái mẫu đồng hồ cây này nó có cái điểm gì đặc biệt và tại sao đây lại là một mẫu đồng hồ cây được nhiều khách hàng lựa chọn đến như vậy? Thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi tiếp video này nhé. Đó. Đầu tiên thì tôi xin nói đến tổng quát của bộ sản phẩm này. Thì với tại sao lại gọi là tứ trụ thì tầng trên tầng dưới của nó thì đều có 4 cột trụ anh chị ạ. Tổng nó có tất cả là 8 cột đó, nhưng mà không ai gọi là bát trụ cả thì người ta thường gọi là tứ trụ thôi. Nó tượng trưng cho 4 cái cột trụ mang lại ý nghĩa là một cái sự vững chắc cho gia đình đó. Rồi có các cái cột trụ 4 chân trụ 4 góc thì nó sẽ mang lại cái sự chắc chắn và mang lại cho gia đình luôn thuận hòa, đầm ấm và hạnh phúc đó. Với các cái cột trụ rất là to và được chúng tôi làm liền khối với những cái đường vân gỗ rất là tuyệt vời như vậy đó, kết hợp với những cái đường nét độc chạm rất là tinh xảo, những cái hoa văn cổ tiết chi tiết tân cổ điển đó, rất là đẹp đó. Vâng, và với đội ngũ thợ lành nghề thì trong nhiều năm qua chúng tôi đã trao được cho rất nhiều khách hàng những bộ sản phẩm giá trị và chất lượng. Và với bộ sản phẩm đồng hồ cây từ trụ này thì nó được thiết kế theo kiểu dáng bốn cột trụ và ở giữa này là hình mái tháp, mái vòm đó, theo phong cách thiết kế của Pháp đó, hình mái vòm ở những cái đường mái vòm theo những cái kiểu dáng nhà thờ cổ điển của Pháp ạ. Họ kiến trúc tân cổ điển của Pháp thì họ thường có các cái cột trụ này và ở các cái cột trụ nó sẽ có cái hình mái vòm và trên hình mái vòm nó sẽ là hình mái tháp nó nhọn lại đó, là biểu một cái biểu tượng rất là đặc trưng của cái phong cách thiết kế theo kiểu dáng tân cổ điển của Pháp. Vâng, và dựa trên cái ý tưởng đó thì chúng tôi đã cho ra đời một bộ sản phẩm mà nó gần như được gọi là cái mẫu đồng hồ quốc dân, bởi vì cái mẫu này là cái mẫu được bán chạy nhất cũng như là mẫu được nhiều người yêu thích nhất đó. Vâng, bốn cột trụ trên và bốn cột trụ dưới này thì đều được chúng tôi làm hàng liền khối. Liền khối nghĩa là liền luôn cả một cái cột trụ này, liền luôn anh chị ạ, liền luôn, vuông 8 phân đó. Và các đường nét đục chạm rất là chi tiết và tinh xảo. Cột trên này thì là nhỏ hơn một chút thì
nó là 7 phân rưỡi, cột dưới 8 phân, để là nó càng lên cao nó càng nhỏ lại mà. Đó. Vân cánh này thì chúng tôi làm cánh mặt tiền là kiểu cánh tròn. Kiểu cánh tròn mặt tròn size 38. Và cái kính này thì chúng tôi làm kính lồi anh chị nhá. Kính là kính cầu lồi. Nó sẽ lồi ra trước để nó mang lại cho bộ sản phẩm này một cái nét nổi bật. Khi anh chị nhìn vào một cái kính lồi như vậy và kết hợp với những cái ánh đèn nó dọi vào ở những cái phần cong của bộ kính này, nó sẽ tạo lên những cái điểm nhấn rất là tuyệt vời cho cái bộ mặt của bộ sản phẩm đồ gỗ cây này. Đó. Và cái cánh này thì chúng tôi làm dày 3 phân. Cánh này làm dày 3 phân đấy ạ. Đó, lát nữa thì tôi sẽ quay gần lại để anh chị có thể nhìn rõ hơn. Cánh làm dày 3 phân đủ và được lựa chọn vân gỗ rất là đẹp. Cái thứ hai là gỗ rất là đều màu, cực kỳ đều màu từ trên xuống dưới, gần như là đều một màu luôn. Nó không được hoàn hảo 100%. Không có sản phẩm nào nó hoàn hảo 100% cả anh chị ạ. Đó, thì cái sản phẩm này nó cũng phải được đến 97-98% rồi. Đó. Thứ nhất là từ gỗ này, vân gỗ này và cái màu gỗ, ba cái điểm nó then chốt cho một bộ sản phẩm nó có đẹp hay không. Thì cái màu gỗ, vân gỗ và cái chất liệu gỗ đó, nó sẽ quyết định rất là nhiều đó. Cái phần cánh dưới này thì chúng tôi làm cánh đục kiểu theo hình bông lúa. Các cái bông lúa được đan xen lẫn nhau tạo thành một cái đường tròn đó, tạo thành một cái đường tròn. Và trong hình bông lúa này chúng tôi có thêm một cái đường diềm, đường diềm đục hoa bên trong đó, cũng là cái kiểu dáng theo lối tân cổ điển của Pháp đó. Cái bản cánh này chúng tôi làm rất là rộng, rộng 6 phân rưỡi đấy ạ, 6 đến 6 phân rưỡi anh chị ạ. Đó. Và bên trong này thì chúng tôi lắp một bộ kính khung đồng. Và các cái cạnh kính này được mài vát này. Đó. Anh chị nhìn từ xa nó sẽ rất là khó, nhưng mà khi nhìn gần lại và anh chị nhìn thực tế ấy, thì sẽ nhìn thấy là các cái cạnh kính này được mài vát vào cạnh viền này. Đó, khi có ánh đèn nó dọi vào đây thì nó tạo lên một cái đường viền rất là đẹp và rất là nổi bật, nó tạo lên cho cái sản phẩm này một cái sức hút rất là tuyệt vời, mà khiến cho bất kỳ khách hàng hay là bạn bè nào các anh chị khi vào đến phòng khách nhà mình không thể bỏ qua được cái điểm, cái nét nổi bật của bộ sản phẩm này đó. Và cái phần vòm này chúng tôi làm 3 tầng vòm, 3 lượt phào anh chị ạ. Nó sẽ có một cái độ dày đó, anh chị có thể đấy ạ, dày cái này khoảng độ 7 phân, rất là dày, làm cho cái phần mặt tiền này nó được kiên cố, nhìn nó sẽ kiên cố hơn, nó bề thế hơn và nhìn nó sẽ hầm hố hơn với những cái sản phẩm họ làm chỉ có 2 lượt phào thôi. Nó chỉ có rộng khoảng độ 4 đến 5 phân thôi thì nhìn nó sẽ rất là mỏng manh và nhìn một cái sản phẩm nó sẽ không có cái chiều sâu, đúng không ạ? Với một bộ sản phẩm làm hàng đặt và kỹ thì hai sản phẩm này chúng tôi cũng đang chuẩn bị bàn giao đến cho hai vị khách hàng. Đó, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ và giới thiệu tới toàn thể quý anh chị để anh chị có thể tham khảo thêm. Đó. Và bên trong này chúng tôi sử dụng cho nó một bộ mặt đồng sâm dạ cổ anh chị nhé. Bộ mặt đồng sâm dạ cổ này thì được làm từ những miếng đồng nguyên khối, những miếng đồng sâm nguyên khối được chế tác từ đôi bàn tay của những người thợ làng nghề đồng sâm Thái Bình. Đó. Thái Bình có một cái làng nghề đồng sâm, thì đó chính là một cái làng nghề đồng sâm có truyền thống rất là lâu đời, với những người nghệ nhân điêu khắc rất là tinh xảo trên những cái mảnh đồng này. Đó. Những quả đồng này thì là những quả đồng rỗng ở bên trong anh chị nhé. Đây là máy điện tử. Bộ sản phẩm này thì chúng tôi sử dụng bộ máy điện tử Sunny. Nên là những cái quả này nó có tác dụng là để trang trí anh chị ạ. Nó chỉ là để trang trí thôi. Còn với những bộ máy cơ ấy thì nó sẽ có thêm những cục sắt và đặc ở bên trong, thì nó để kéo cho những cái bánh răng nó hoạt động thì nó mới nặng. Còn những quả treo trang trí của cái bộ sản phẩm máy điện tử này thì nó gần giống như những bộ máy của bộ máy cơ. Nó là những miếng đồng được đục chạm rất là tinh xảo và được gắn lại thành hình tròn và treo ở đây, có nhiệm vụ làm trang trí tô điểm thêm cho cái sản phẩm này được nổi bật và được tinh tế hơn. Đó. Phía bên trong thì như thường lệ nó vẫn là một cái thanh lắc. Thanh lắc này cũng là một miếng đồng và được đục chạm bằng tay hoàn toàn. Đó, rất là tinh xảo. Và hai sản phẩm này thì đều có kích thước và chiều cao giống nhau. Đó, hai sản phẩm được có kích thước và chiều cao giống nhau thì được hai vị khách hàng đã đặt chúng tôi làm. Và ngay sau video này thì chúng tôi cũng sẽ đóng gói lại cái sản phẩm này và bàn giao đến cho hai vị khách hàng đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này của chúng tôi. Và đây, sản phẩm bên cạnh này đây thì cũng là với chất liệu gỗ hương đá. Đó, mặt đồng sâm, kính lồi, kính dưới là kính khung đồng. Đó. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều những cơ sở khác có thể mạo danh mà làm nhái chúng tôi.
thì anh chị hãy thận trọng khi sử dụng bất cứ một sản phẩm nào của Tuấn Thành, thì chúng tôi đều có một cuốn sổ bảo hành đi kèm theo và có con dấu đóng ở trong đó. Nếu quý anh chị khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào của chúng tôi mà không có bản hợp đồng, không có con dấu của chúng tôi, thì anh chị hãy liên lạc lại với chúng tôi để xác thực lại xem đấy có phải là sản phẩm mà anh chị đã đặt hay không. Bởi vì hiện tại chúng tôi đã có rất nhiều phản hồi là nhận được sản phẩm nhưng không phải do chúng tôi gửi đó. Nên là có một số cơ sở đã mạo danh để gửi những cái bộ sản phẩm đó đi mà trên danh nghĩa là hàng của chúng tôi nhưng mà thực ra nó là không phải đó. Vâng, chúng tôi đã gặp phải rất nhiều phản hồi như vậy. Vâng, và ngay sau đây thì tôi sẽ đưa cam lại gần hơn một chút để anh chị có thể nhìn rõ hơn về chi tiết hơn về hai bộ sản phẩm này. Xin mời ạ. Vâng, và ngay sau đây thì tôi sẽ đưa cam lại gần hơn một chút để anh chị có thể nhìn rõ hơn các đường nét chi tiết của hai bộ sản phẩm này. Vâng ạ, hai cái phần hồi này của nó thì chúng tôi đều làm liền khối luôn anh chị nhé. Hai cái phách hồi này làm liền khối dày 1/7 và rộng là 25-26 phân. Anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Vân gỗ hương đá Nam Phi được chúng tôi lựa chọn do hai cái phách hồi này rất là chi, rất là nhiều vân và gỗ rất là đều màu. Nguyên một tấm này. Đó. Phần dưới bệ này anh chị có thể nhìn thấy ạ. Phần dưới bệ thì được đục chạm rất là tinh xảo và hoàn thiện rất là kỹ càng. Không còn nhìn thấy một cái vết sơ gỗ nào ở đây luôn ạ. Đó. Và hoàn thiện rất là bóng. Đó. Thì có một chút ở gần mặt đường nên là nó sẽ bám một chút bụi nên là rất mong các anh chị thông cảm. Đây anh chị thấy đấy ạ, bụi được lau đi rất là sáng này. Đó, bởi vì cửa hàng chúng tôi có địa chỉ ở mặt đường đây, ở mặt đường này nên là xe đi qua đi lại họ sẽ nên là cái việc có bụi nó sẽ không thể tránh khỏi được ạ. Đó, nên là rất mong quý vị anh chị sẽ thông cảm và trước khi giao sản phẩm này thì chúng tôi cũng sẽ lau chùi và rất là sạch sẽ để cho anh chị có một sản phẩm tốt nhất. Đấy là phần vách hồi này, hai bên vách hồi của hai sản phẩm này đều được lựa chọn phân rất là kỹ anh chị nhé. Các sản phẩm hàng đặt của chúng tôi thì đều được lựa chọn phân rất là kỹ càng để không phụ lại cái lòng tin của các anh chị đã tin tưởng khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi thì cái việc lựa gỗ này, lựa vân và cái màu gỗ của chúng tôi rất là kỹ. Đấy, phần mặt tiền đấy ạ, anh chị có thể thấy cánh mặt tiền này vân rất là đẹp và được hoàn thiện rất là nhẵn bóng, màu cực kỳ đều luôn. Các cái gỗ này, các gỗ được ghép với nhau rất là đều và liền mạch. Đây ạ, đây chính là cái mặt kính lồi đây anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Đó, khi mở ra anh chị nhìn thấy này, nó có hình cong cong đấy. Và khi có cái ánh điện ở trong nhà các anh chị dọi vào đây thì nó là một cái điểm rất là nổi bật cho cái bộ sản phẩm này và khiến cho bất kỳ vị khách nào vào cũng không thể bỏ qua được. Đó, phía bên trên nó chính là cái chương. Chương này thì được chúng tôi làm dày 3/4-4 phân và được đục chạm theo hình dáng Tây, Tân cổ điển. Và được lộng thông anh chị nhé, được lộng thông hết các lỗ để cho cái sản phẩm nó được thanh thoát hơn. Và ở phía bên góc bên cạnh thì nó có 4 cái quả hồ lô, 4 cái trụ tiện hồ lô này thì cũng đều được làm liền và được tháo rời ra để cho nó có thể vận thuận tiện hơn trong cái quá trình vận chuyển. Đó, đây phần phào, đây phần phào vòm 3 lớp đấy anh chị ạ. Phào vòm 3 lớp, 3 lượt phào này rất là dày dặn và hoàn thiện rất là nhẵn bóng luôn. Đó, hoàn thiện cực kỳ nhẵn bóng. Với các sản phẩm của chúng tôi thì cái khâu hoàn thiện là một khâu vô cùng quan trọng. Thì bởi vì một cái sản phẩm nó đẹp thì cái khâu hoàn thiện thì là một cái khâu không thể thiếu được thưa anh chị ạ. Cái khâu hoàn thiện nó là khâu cuối cùng để quyết định sản phẩm nó có đẹp hay không. Bởi vì vậy là chúng tôi rất là chú tâm về cái khâu cuối cùng này. Đó. Một sản phẩm hàng ngang phần mộc thô nó có đẹp đến mấy nhưng anh chị hoàn thiện nó dối, bỏ qua công đoạn và không đánh kỹ thì các sản phẩm nó sẽ mất đi cái giá trị của nó rất là nhiều. Như anh chị có thể nhìn thấy đây, các cái góc cạnh này. Đó, chúng tôi làm rất là nhẵn này. Đó, làm rất là nhẵn, không còn mình thấy một vết gằn nào bởi vì chúng tôi đã sử dụng cái cạo nạo. Nạo từng cái chân của cái hoa lá tây này này. Đó, nạo từng cái chân một đây và cái đường diềm đục này, anh chị nhìn ạ. Rất là sắc nét. Đó, các cái bông cái hoa góc này được gắn vào đây. Đó. Các chân nó rất là sạch. Hàng rất là sạch sẽ và cạo nạo rất là kỹ càng. Đó. Đấy, anh chị nhìn thấy cái kính khung đồng và cái kính mài phát cạnh này, cái khung đồng của kính và cái mài phát cạnh của nó đấy ạ. Đó, nhìn nó có nổi bật không ạ? Nó khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác mà anh chị đang thấy ở trên thị trường với những bộ sản phẩm kính cong. Và kể cả những cái thanh lắc quả tạ này chúng tôi cũng đặt trực tiếp tại xưởng ở các làng nghề ở Đồng Sâm, Thái Bình để tạo ra những cái bộ sản phẩm nó được đặc biệt và được nổi bật nhất. Đây tôi sẽ mở cánh ra để anh chị có thể nhìn thấy bên trong đấy ạ. Đây cái thanh lắc này rất là nổi ạ.
Đó, và được đục chạm đều hoàn toàn bằng tay anh chị nhá. Đó, các cái lỗ này, các cái chi tiết này đều được đục chạm bằng tay. Vâng. Đây, anh chị nhìn thêm ở phần dưới bệ của nó đấy ạ. Bệ này thì không phải nói rồi, rất là dày dặn và đục chạm rất là tinh xảo này. Đó, hiện tại thì đang hơi là tối một chút nên là cái ánh sáng nó sẽ quay nó sẽ không được tốt, nên là cái màu anh chị nhìn nó sẽ sẫm sẫm, mà cái màu của nó rất là sáng anh chị nhá. Đây là trời nó tối này, nên là cái ánh sáng nó không được đủ, nên là khi chúng tôi quay nó sẽ không đủ ánh sáng, nên là cái màu gỗ nó sẽ bị tối đi một chút. Đó, anh chị nhìn từ xa anh chị nhìn thấy đấy ạ. Bệ làm rất là sắc nét, tinh tế, dày dặn và kiên cố. Đó, các cái phần gỗ chúng tôi lựa chọn rất là kỹ càng, và cả những cái độ cong của bộ sản phẩm đấy ạ. Độ cong từ trước ra sau rất là dẻo, 3 tầng chỉ phao xếp lên nhau rất là đều chỉ này anh chị ạ. 3 tầng chỉ phao xếp lên nhau chỉ đều tăm tắp luôn. Đó, như xếp lên như một luôn ạ. Đó, không hề thấy một cái các cái kẽ khe hở nào giữa các cái chỉ phao này anh chị nhé. Đó, đây, cái người thợ mà làm tinh tế ấy, thì họ sẽ làm những cái này rất là bén này, các cái mép mòi này cũng bén này, và các cái chỉ phao này xếp lên nhau nó cũng phải bén này. Đó, đó thì nó mới thể hiện được là những người thợ làm cao tay. Đó, còn những người thợ mới vào nghề non tay thì các cái mép mòi nó thường rất hay là lệch nhau. Đó, có thể góc này nó ra đây, góc này nó ra đây, nó xiên vẹo lệch nhau, nhìn nó sẽ rất là mất thẩm mỹ. Và các cái đường mép này này, họ làm thợ mới vào nghề ấy, họ làm rất là hay bị kẽ hở ở giữa các cái lượt phào với nhau. Và đặc biệt là các cái đường chỉ phào xếp lên nhau, với những người thợ mới vào nghề thì họ sẽ làm không được chuẩn. Chỗ thì dày, chỗ thì mỏng các đường chỉ ấy. Đó, nên là một sản phẩm nó cùng như vậy nhưng mà tại sao giá nó lại khác nhau, và nhìn nó khác hoàn toàn về cái chiều sâu của một sản phẩm, thì chính là cái tay nghề của người thợ nó sẽ quyết định. Vâng. Đó, anh chị nhìn một sản phẩm nó đẹp như thế này. Đó. Dạ vâng, cuối cùng thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để đón xem video này cùng chúng tôi. Và nếu như quý anh chị muốn sở hữu bộ sản phẩm này cho không gian phòng khách nhà mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0966 995 686. Chúng tôi để số điện thoại ở góc màn hình, anh chị có thể liên hệ ở dưới đó. Và ở phần mô tả chúng tôi còn rất nhiều cái đường link để dẫn đến những sản phẩm khác nữa. Vâng, và xin cảm ơn quý vị anh chị. Rất vui khi được phục vụ quý anh chị với những sản phẩm chất lượng từ đôi bàn tay của những người thợ làng nghề chúng tôi. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại và xin chào quý vị anh chị. Xin chào.